Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2019, chương trình có những tin chính sau đây. Cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16. Vĩnh Phúc vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019. Đào tạo nghề chuẩn khu vực và quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri trong tỉnh, đặc biệt là nội dung chuyên đề giám sát về việc sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn vùng nông thôn. Công trình cấp nước tập trung thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo là một trong số các công trình được Ban dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư xây dựng, nhưng không còn hoạt động, trong khi người dân ở trong thôn phải đầu tư hàng chục triệu đồng mỗi hộ để kéo nước từ khe suối về sinh hoạt. Tôi cũng thấy là những cái nguồn nước sạch của nhà nước xây bể đấy, thì cũng thấy là bỏ hoang rất là phí, và từ lúc xây xong đến giờ là cũng chẳng thấy có cái hồ nước nào về dân, về làng cả, cho nên là người dân làng thì cũng dùng cái nước sạch ở từ trên núi về đấy. Thì cũng mong rằng nhà nước xem xét như thế nào về cái nguồn nước sạch để cho dân sử dụng cho nó an toàn. Xuất phát từ đó, tôi sẽ kiến nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh qua cái kỳ họp này cần đi sâu đi sát xuống đến từng vùng địa phương để kiểm tra thực tế. Qua theo dõi phiên giám sát, cử tri xã Quang Yên, huyện Sông Lô rất quan tâm đến việc sử dụng nước sạch trên địa bàn nông thôn. Đặc biệt, đối với xã Quang Yên, năm 2007, trên địa bàn được đầu tư 4 cụm nước sinh hoạt tập trung. Tuy nhiên đến nay, đa phần người dân vẫn phải dùng nước giếng khơi. Trước kia thì nước sạch của nhà nước làm cho bà con được hưởng trong cái thời gian nước sạch đấy, thì nước sạch của nhà nước thì các cô đem đến thử nghiệm thì là nước rất là trong sạch, không có gì cả. Thì bà con dùng đến hết thời kỳ về trên cho tiền thì hô hào mỗi hộ có bể đấy đóng tiền vào để sử dụng, thì mọi bể ở nhà không đóng tiền vào để hưởng thụ cái nước sạch đấy. Thì mong muốn của chúng tôi bây giờ là đề nghị với Ban Nhân dân tỉnh, Ban dân tộc tỉnh vậy là cố gắng vậy khắc phục lại một số công trình vì chúng tôi cũng bỏ lâu rồi. Thế vậy là muốn vậy khắc phục lại để cho dân được thừa hưởng cái nước sạch của nhà nước. Thì thực ra nó thì qua những cái công việc này thì rất mong là Hội đồng Nhân dân tỉnh là có những cái sự giám sát thường xuyên và chặt chẽ hơn, và để làm sao để tạo cái điều kiện tốt nhất để cho các 4 thôn đồng bào dân tộc thiểu số là được hưởng cái những cái chế độ chính sách của nhà nước, là thực sự được hưởng cái chế độ cho nó thật là sát thực với tình hình này. Cử tri kỳ vọng những giải pháp mà Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu ra trong phiên giám sát sẽ sớm khắc phục những tồn tại đối với công trình nước sinh hoạt tập trung ở nông thôn thời gian qua. Thiếu chỉ tiêu biên chế trong bậc học mầm non hay thiếu chỉ tiêu biên chế trong ngành y tế cũng là nội dung nhận được sự quan tâm của nhiều cử tri trong tỉnh. Cử tri huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc bày tỏ đồng tình với các ý kiến mà đại biểu chất vấn. Đây là những vấn đề đã tồn tại trong một thời gian vẫn chưa được giải quyết, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chăm sóc sức khỏe của người dân, cũng như ảnh hưởng tới công tác chăm sóc giáo dục trẻ bậc mầm non. Qua theo dõi thì tôi thấy cái chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 họp thì là rất đích đáng, như có mỗi cái nữa, đó là về cái tinh giảm biên chế theo cái luật mới bây giờ. Thì đề nghị là tỉnh quan tâm hơn nữa, với một số các đồng chí mà sau khi gần đủ tuổi về hưu thiếu một vài năm nữa thì nó rất khó đầu ra. Còn đối với ngành giáo dục thì hiện nay đối với 3 cấp học từ mầm non đến tiểu học và trung học, cơ sở là cái thiếu giáo viên là cũng hơi nhiều. Đề nghị tỉnh cũng bổ sung cho đầy đủ đối với các cơ sở để đảm bảo giảng dạy. Hai vấn đề này chúng tôi xét thấy ở cái đơn vị cơ sở cũng thấy rất là cần thiết. Những cái nội dung này cũng rất phù hợp và cũng phải giải quyết ngay. Cũng thực tế là như Sở Nội vụ nó cũng giải quyết là cũng rất thỏa đáng, là chúng ta cũng cùng với các cơ quan, các ngành có liên quan
xúc tiến khẩn trương để sang năm 2020 chúng ta thực hiện tốt theo cái biên chế và để có đáp ứng được cái nhân lực, nguồn lực để phục vụ công tác khám chữa bệnh tốt hơn. Qua theo dõi chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, cử tri thành phố Vĩnh Yên cho rằng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn khá có trọng tâm, trọng điểm, tập trung đi sâu vào lĩnh vực đầu tư công phục vụ cho đầu tư phát triển của tỉnh. Chúng tôi ngồi xem trực tiếp cái phần thứ hai chất vấn của đại biểu. Hội đồng dân tỉnh là có cái vai trò trách nhiệm rất cao, đi thẳng vào vấn đề. Trong đó đầu tư công ấy, là cho bên dưới các hạ tầng cơ sở để đem lại cái đời sống văn hóa phát triển của nền kinh tế. Và muốn phát triển được kinh tế phải hạ tầng cơ sở là phải có đầu tư. Đấy là cái nền móng của sự phát triển kinh tế của tỉnh. Cho nên là cái vấn đề này là phải đi trước một bước thì mới giải quyết được vấn đề. Cùng với đó, cử tri thành phố Vĩnh Yên cũng quan tâm đến nội dung về phát triển doanh nghiệp và các giải pháp hỗ trợ để doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Thế về cái kế hoạch mà trả lời chất vấn về doanh nghiệp và đầu tư cho doanh nghiệp, đó là một cái phương hướng rất đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Tôi nghĩ rằng phải nghiên cứu thực tế cái từng doanh nghiệp một để đầu tư mang tính chất hợp lý. Thứ nhất là nâng cao đời sống của công nhân, thứ hai là doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, tăng thu nhập và góp thuế nhà nước. Với nhiều nội dung được đổi mới tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao của cử tri trong tỉnh. Qua những cái câu hỏi của đại biểu Hội đồng Nhân dân qua kỳ họp thì tôi cũng thấy là các cái câu hỏi đặt ra là rất là sát thực và cũng đáp ứng được cái yêu cầu của người dân. Và khi được người dân chất vấn thì ta cũng trả lời vào thẳng cái trọng tâm mà mọi người yêu cầu. Đối với người dân chúng tôi thì cũng rất mong muốn là được nghe, được trực tiếp xem những cái buổi chất vấn như thế này thì nó rất là hiệu quả. Kết thúc của năm 2019 và chuẩn bị là cái nền tảng cho cái đại hội các cấp đầu năm, cho nên qua cuộc họp đã thấy từ lãnh đạo hội đồng dân cũng như các ban ngành rất nghiêm túc và vừa trả lời chất vấn đồng thời là chất vấn cũng mang lại hiệu quả niềm tin người dân. Thế nhưng người dân chỉ mong chờ, tức là đây là nền tảng tốt để chuẩn bị thành công cho cái đại hội sắp tới. Thì mong rằng tất cả đã là người đại hội, người dân bầu ra phải tự mình thấy là vươn lên, phải làm tốt hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng của người dân. Nhờ kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, tích cực xử lý nợ động thuế, tăng cường các giải pháp tăng thu, chống thất thu và gian lận thuế, đến nay chỉ tiêu thu ngân sách của Vĩnh Phúc đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2019, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 27,8 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 24,2 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, đến hết tháng 11 năm 2019, thu ngân sách do ngành thuế quản lý đã đạt trên 25,6 nghìn tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch đề ra. Trong năm vừa qua, thì tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn của một số ngành cũng tương đối ổn định. Đặc biệt là các công ty ô tô như Toyota và Honda thì về cơ bản cái sản lượng lắp ráp cũng đạt cái công suất như mong muốn, như kế hoạch đề ra, nên là cái việc mà cái thuế, cái lĩnh vực đầu tư nước ngoài cũng ổn định. Ngoài ra thì cái lĩnh vực tiền thuê đất, tiền sử dụng đất thì cuối năm cũng có nhiều dự án mới. Để có kết quả đó, ngay từ đầu năm, ngành thuế Vĩnh Phúc đã tăng cường các giải pháp tăng thu, chống thất thu và gian lận thuế, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi chuyển giá, trốn thuế, ra soát và đôn đốc các đối tượng thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, thường xuyên kiểm tra việc kê khai thuế năm 2019 của các doanh nghiệp, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp, người nộp thuế, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý và nộp thuế. Công ty chúng tôi thành lập từ năm 2012 cho đến nay và chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và có doanh thu từ năm 2015. Kể từ ngày ấy cho đến bây giờ thì công ty chúng tôi luôn chấp hành tốt các cái quy định của luật về thuế và luôn chấp hành tốt và nộp thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ nộp thuế của công ty chúng tôi đối với ngân sách của nhà nước. Dự kiến kết thúc năm 2019, thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý sẽ đạt 29 nghìn tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch dự toán và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018.
việc hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2019, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Trong những năm gần đây, từ phong trào thi đua phát triển kinh tế đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm giàu trên đồng đất quê hương. Ông Phí Lê Sơn ở xã Kim Long, huyện Tam Dương là một tấm gương như thế. Năm 2008, gia đình ông Sơn đã mạnh dạn trồng thử nghiệm giống bưởi diễn. Sau hơn 2 năm trồng và chăm sóc, ông Sơn nhận thấy cây bưởi diễn phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất này, quả sai và ngọt không kém gì bưởi diễn ở Hà Nội. Hiện tại, vườn bưởi diễn của gia đình ông đã cho quả, chất lượng bưởi rất tốt. Thương lái đến tại vườn thu mua với giá 18.000 đồng một quả, không kể to nhỏ. Theo kinh nghiệm người ta trồng thì phổ biến cho mình thì mình phải chăm bón đúng thời vụ. Cái giai đoạn đầu là chăm bón cho nó ra hoa và kích thích cho nó ra hoa và đậu quả. Sau đó khi có quả rồi thì chăm bón cho quả to. Còn đến quả to rồi thì khoảng độ tháng 7, tháng 8 thì mình phải tạo ngọt cho cây bưởi. Thì cái chất lượng bưởi mới đạt yêu cầu được. Từ kinh nghiệm thực tế của bản thân trong việc chuyên canh vườn bưởi đạt hiệu quả cao, ông Sơn còn thường xuyên chia sẻ với bà con xung quanh, giúp đỡ cây giống, tận tình hướng dẫn kỹ thuật trồng bưởi cho năng suất cao, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động trong thôn xóm. Định kỳ 2 năm một lần, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội giảng giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh nhằm tạo sân chơi chuyên môn để các giáo viên giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy. Đồng thời, đây cũng là dịp để tôn vinh những giáo viên điển hình tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Về dự hội giảng giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm nay, có 61 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho 12 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong toàn tỉnh dự thi ở 9 nhóm nghề. Đó là nhóm nghề điện, điện tử, điện công nghiệp, lắp đặt điện, máy tính và công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí, công nghệ ô tô, giao thông vận tải và xây dựng, nhóm nghề tổng hợp, kế toán và nhóm nghề các môn chung, văn hóa. Các nghề này đã được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức hội giảng từ cấp cơ sở. Hội giảng giáo dục nghề nghiệp là hoạt động thường xuyên, luôn được lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quan tâm, tổ chức hàng năm để động viên phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tay nghề tốt, góp phần nâng cao năng lực giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy để trình độ người học nghề ngày càng sát thực tiễn. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế là hướng đi chiến lược được Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp xác định trên con đường hội nhập và phát triển. Nằm trong chương trình hợp tác chuyển giao khoa học và công nghệ, ông Kurt Verstel, chuyên gia cao cấp của tập đoàn Avestot, Cộng hòa Liên bang Đức đã có buổi thăm và làm việc trực tiếp với đội ngũ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp. Trong thời gian làm việc tại nhà trường, ông Kurt Verstel sẽ có những đánh giá về năng lực tiếp nhận chương trình thí điểm chuyển giao công nghệ đào tạo nghề cắt gọt kim loại của tập đoàn Avestot, Cộng hòa Liên bang Đức cho Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp. Tôi rất hài lòng vì đây là một trường được trang bị những thiết bị rất hiện đại, có đội ngũ giảng viên rất tích cực và có một nữ hiệu trưởng rất tốt. Tôi thấy mọi công việc rất thuận lợi. Để được tham gia lớp học nghề chuẩn khu vực và quốc tế, các em sinh viên này đã phải nỗ lực hết mình, học tập, rèn luyện kỹ năng nghề, đáp ứng được chương trình đào tạo, giám sát khắt khe của tập đoàn Avestot, Cộng hòa Liên bang Đức. Em nhận thấy là cơ hội nghề nghiệp với ngành cơ khí nói chung và nghề cắt gọt kim loại nói riêng là rất nhiều và dễ xin việc. Hơn nữa là đây là chương trình đào tạo của Đức với trường đại học Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp nên là em muốn vào trường để tìm hiểu thêm về ngành cắt gọt kim loại. Để đảm bảo chất lượng đào tạo nghề theo chuẩn khu vực và quốc tế, Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp đã cử nhiều giáo viên sang trực tiếp học tập, chuyển giao công nghệ tại Cộng hòa Liên bang Đức, sau đó về nước giảng dạy cho các em sinh viên. Trong quá trình mà chúng tôi đã được đi đào tạo ở bên Đức, thì khi chúng tôi về, chúng tôi sẽ áp dụng được những cái kiến thức mà chúng tôi đào tạo được để mà phục vụ cho quá trình giảng dạy, như là chúng tôi rèn luyện những kỹ năng, uốn nắn những kỹ năng mà để mà chúng tôi được luyện tập và về để hướng dẫn trực tiếp với các em. Ngoài ra phần lý thuyết thì với lý thuyết chung thì chúng tôi cũng đã nắm bắt được rất là rõ và chúng tôi sẽ truyền đạt những kiến thức này để các em nắm được, tra bằng, kiểm tra được tài liệu
và chúng ta sử dụng để có thể tra những tài liệu đó để giúp cho các em trong quá trình thực hành được tốt. Là một trong những trường trọng điểm quốc gia về đào tạo nghề, hiện trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp được nhiều tổ chức quốc tế như Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, JICA, Nhật Bản, COICA, Hàn Quốc, Australia hỗ trợ trang thiết bị cũng như công nghệ đào tạo nghề hiện đại và thu hút được nhiều học sinh sinh viên theo học. Tỷ lệ ra trường có việc làm của nhà trường đạt cao, trên 95%. Nhà trường tập trung để mạnh tăng cường cái năng lực của giáo viên trong nước cũng như là giáo viên được đào tạo tại nước ngoài. Và chúng tôi cách gắn kết với doanh nghiệp chặt chẽ hơn nữa trong việc đưa học sinh sinh viên đi thực tập tại các doanh nghiệp trong nước cũng như là doanh nghiệp tại nước ngoài. Tiếp theo là chúng tôi sẽ xin chủ trương được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị từ cái nguồn kinh phí của các bộ ngành cũng như là của các dự án quốc tế để mà nhằm nâng cao cái năng lực đào tạo thuộc cái nhóm G20 trong năm 2025. Là địa phương có nguồn lao động dồi dào, tuy nhiên hiện nay không ít các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn gặp khó trong công tác tuyển dụng lao động, kể cả lao động phổ thông và nguồn nhân lực có trình độ cao. Do vậy, việc tăng cường liên kết đào tạo nghề theo chuẩn khu vực và quốc tế sẽ góp phần giải quyết bài toán về thiếu nguồn nhân lực có kỹ năng, tay nghề cao cho các doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Vĩnh Phúc. Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên đã triển khai thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực. Đến phường Xuân Hòa, hẳn nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những đoạn đường nở hoa rực rỡ, khoe sắc, khiến những đoạn đường như bừng sáng và thơ mộng hơn. Để triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình tuyến đường hoa, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã vận động các hội viên tiến hành trồng hoa ven đường để xây dựng các tuyến đường phụ nữ tự quản, xanh sạch đẹp. Phụ nữ phường Xuân Hòa chúng tôi đã triển khai xuống tới các chi hội phụ nữ và tới tất cả các hội viên là tổ chức xây dựng ba đường hoa phụ nữ như các bạn nhìn thấy đây và tham gia tự quản hai tuyến đường. Ngoài ra thì để chống với rác thải nhựa, rác thải ni lông thì hội phụ nữ chúng tôi đã phát tới 513 chiếc làn cho các chị em trong chi hội phụ nữ đi chợ để không sử dụng túi ni lông. Phụ nữ chúng tôi đã trồng hoa và tưới hoa làm cỏ và cắt tỉa cho được vườn hoa và đường hoa nó đẹp để cho mọi người cùng hưởng ứng và cho các cháu, con cháu nó hưởng ứng và nó học theo các bà. Và hội phụ nữ chúng tôi, chị em chúng tôi rất là tâm đắc về tưới hoa, làm cỏ, tỉa hoa cho vườn hoa càng ngày một ngày càng đẹp hơn để đón xuân mới. Sự hình thành của những tuyến đường hoa đã làm thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường. Ý thức làm đẹp cảnh quan thôn xóm được nâng lên rõ nét. Trên nhiều con đường bê tông trải dài ở các tổ dân phố trong toàn phường đã được khoác lên mình tấm áo hoa đầy sắc màu. Đây là thành quả của những người phụ nữ ngày ngày cẩn mẫn, chăm chỉ, góp sức để diện mạo quê hương thêm đổi mới, tươi đẹp hơn. Những mảng tường bị cháy đen, nhiều mặt hàng hóa giá trị trở thành đống tro tàn vì hỏa hoạn, đã bao gia đình tăng gia bại sản. Thế nhưng nhiều người dân lại chủ quan lơ là trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là một thực tế đáng lo ngại tại làng nghề Mộc, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, khi người dân rừng rưng trước những nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu. Khoảng 2 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 2019, xưởng mộc tại gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Đông, thị trấn Yên Lạc xảy ra cháy. Trắng tay sau vụ cháy, anh đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của họ hàng và người thân để khôi phục lại xưởng mộc. Sau cái vụ cháy thì khắc phục thì cũng là anh em cũng là giúp đỡ là mỗi người mỗi ít để mà khắc phục cái lán cái trại để mà sản xuất lại. Vụ cháy của gia đình anh Tuấn đã lan sang xưởng mộc của gia đình anh Nguyễn Quốc Việt, khiến gia đình anh Việt cũng phải khốn đốn khi phải vay mượn để có tiền khôi phục lại xưởng mộc. Ngỡ sau vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn, ý thức về phòng chống cháy nổ của gia đình anh Tuấn, anh Việt và của hơn 500 hộ sản xuất kinh doanh mộc tại làng nghề thị trấn Yên Lạc sẽ thay đổi cảnh giác hơn. Song thực tế cho thấy sự chủ quan, bất cẩn trước cháy nổ vẫn lộ rõ và dường như bất kỳ các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ đều không được chú ý thực hiện. Tại xưởng mộc mới của gia đình anh Tuấn không hề có bất kỳ một phương tiện phòng cháy chữa cháy nào.
tại gia đình nhà anh Việt thì có duy nhất một bình chữa cháy nhưng lại bị hỏng, hoen gì không sử dụng được. Mình chẳng bị tốt thì mình đỡ bị thiệt hại nhiều, thật sự. Mà không chẳng bị tốt thì mình thiệt hại thì mình phải chịu rồi. Các hộ kinh doanh thường tận dụng mặt bằng chia làm 2 tầng, tầng 1 để sản xuất, tầng 2 là kho chứa thành phẩm. Tất cả tài sản tập trung ở một địa điểm. Tại xưởng sản xuất, nguyên liệu dễ cháy như mùn cưa bám chặt vào hệ thống dây điện được lắp đặt không đúng theo quy định. Thậm chí người dân còn thắp hương ngay ở xưởng sản xuất. Chỉ cần một nguồn nhiệt nhỏ như tàn thuốc lá, tàn hương hay tia lửa điện cũng có thể tạo nên một đám cháy lớn. Mỗi cơ sở sản xuất ước tính trị giá hàng hóa, máy móc hàng tỷ đồng nhưng lại không được trang bị các thiết bị chữa cháy. Mặc dù là đã được tổ phòng cháy cháy thuộc đội quản lý hành chính công an huyện Yên Lạc kiểm tra hướng dẫn tuyên truyền trên các loa phát thanh rồi các buổi tuyên truyền. Tuy nhiên là về cái công tác phòng cháy cháy của khu làng nghề của người dân, ý thức vẫn còn chưa được cao. Qua kiểm tra thì có rất nhiều các gia đình, các hộ kinh doanh không trang bị các phương tiện phòng cháy cháy, hệ thống điện thì lắp không đảm bảo tiêu chuẩn, các vệ sinh công nghiệp đối với các nhà xưởng đó là cũng không được chú trọng. Từ đầu năm 2019 đến nay, tại làng nghề mộc ở thị trấn Yên Lạc đã xảy ra 2 vụ cháy lớn, có số thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Vụ cháy xảy ra tại nhà hàng 3 lầu, phường Khai Quang vừa qua làm chết 4 người là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Mỗi người dân, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh phải nâng cao ý thức cho công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để chủ động đảm bảo an toàn, tính mạng, tài sản của chính gia đình mình và những người xung quanh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.